Theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra là từng bước kiểm soát, khống chế, không để dịch lây lan trên diện rộng, chủ động xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm, thanh toán cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam từ sau năm 2018. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần phấn đấu tập trung khống chế làm giảm số lượng ổ dịch ở vùng nguy cơ cao. Đến năm 2015, có 60% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển sang vùng nguy cơ thấp. Năm 2018, cả nước có 80% số tỉnh, thành chuyển sang vùng có nguy cơ thấp. Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sẽ không còn bệnh cúm gia cầm vào năm 2018. Kinh phí của cả Trung ương và địa phương thực hiện trong 5 năm là hơn 715.000 triệu đồng, trong đó sẽ chi cho tiêm phòng chống dịch là 480.500 triệu đồng.